Phương Thí xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 7 năm 2023. Quý vị thân mến, biến đổi khí hậu gây ra nắng nóng toàn cầu và lũ lụt. Trung Quốc hiện đã và đang thiếu điện. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra liên miên ở miền Nam Trung Quốc. Kể từ đầu năm nay, thời tiết cực đoan đã càn quét thế giới, nhiệt độ cao và lượng mưa rất lớn đã giết chết hàng ngàn người và khiến hàng triệu người phải sơ tán. Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục trải qua quá trình nhiệt độ cao trong nhiều ngày, nguồn điện bị thắt chặt trong khi lũ lụt hoành hành ở miền Nam Trung Quốc. Trong 2 tháng qua, lượng mưa do gió mùa mang đến đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bangladesh, trong khi các nước Nam Á và một phần châu Âu tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao. Quốc gia Đông Phi đang phải hứng chịu hạn hán kéo dài, thiếu lương thực và hàng triệu người dân đang đứng trước nguy cơ chết đói. Theo phân tích của chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến thời tiết cực đoan là do biến đổi khí hậu. Nhóm các chuyên gia khí hậu đã công bố những phát hiện về biến đổi khí hậu. Trong số mới nhất của tạp chí Nghiên cứu Môi trường vào thứ Ba vừa qua, các nhà nghiên cứu đã xem xét các hiện tượng thời tiết cực đoan trong hơn 20 năm qua và đã đưa ra kết luận trên. Bài báo nghiên cứu này được thực hiện bằng cách sử dụng mô phỏng máy tính và quan sát thời tiết. Một trong những tác giả của bài báo là Friedrich Otto, người cũng đứng đầu nghiên cứu tới World Weather Arbusen, đã chỉ ra rằng nghiên cứu thiếu dữ liệu từ các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Điều này mang lại cho nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình, những ảnh hưởng đặt ra những khó khăn nhất định. Luke Harrington, nhà khí hậu học tại Đại học Victoria Wellington ở New Zealand và là một trong những tác giả của bài báo cho biết, nhóm nghiên cứu đã hiểu rõ hơn về cường độ của các đợt nắng nóng và lượng mưa cực đoan mà biến đổi khí hậu đang gây ra. Tuy nhiên, nghiên cứu ít hiểu biết hơn về các biến đổi khí hậu dẫn đến cháy rừng và hạn hán. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng cường độ của thời tiết nắng nóng trên phạm vi toàn cầu sẽ tăng lên và xác suất xảy ra nắng nóng cũng sẽ tăng lên. Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng khác nhau đến các vùng khác nhau. Nghiên cứu của một nhóm chuyên gia khí hậu cho thấy nhiệt độ cao hơn khiến không khí ẩm hơn nên dễ tạo ra lượng mưa, nhưng các khu vực khác lại không có đủ lượng mưa. Ví dụ, nhiệt độ tăng đã đẩy nhanh quá trình bốc hơi của tuyết tan ở miền Tây Hoa Kỳ vào mùa xuân, trong khi ở Đông Phi, lượng mưa đến từ biển Ấn Độ Dương trước khi đến đất liền, dẫn đến hạn hán trên đất liền. Nhiệt độ cao ở Trung Quốc nhiều ngày qua cũng đã đẩy phụ tải lưới điện nhiều nơi lên mức cao mới. Việc sử dụng điều hòa không khí đã gây áp lực lên nguồn cung cấp điện, với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở các khu vực miền Bắc và miền Trung Trung Quốc vào tuần trước. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, dữ liệu lưới điện nhà nước của Trung Quốc cho thấy, từ thứ Sáu tuần trước đến Chủ nhật, phụ tải trên lưới điện ở Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Tân Cương và những nơi khác đạt mức cao kỷ lục. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã xảy ra tình trạng thiếu điện trên toàn quốc. Nhiều nơi đã tiến hành cắt điện, các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng và hoạt động sản xuất gặp khó khăn. Đồng thời mất điện cũng gây bất tiện cho cuộc sống của người dân. Để giảm bớt áp lực thiếu điện, các cơ quan chức năng đã cho phép tăng tiêu thụ than để đảm bảo cung cấp điện bình thường. Tại Nhật Bản, cũng hứng chịu nắng nóng kéo dài nhiều ngày, gây thiếu điện, nhiệt độ ở thủ đô Tokyo đạt mức cao mới kể từ năm 1875. Nhiều nơi ban hành cảnh báo sốc nhiệt để tránh say nắng. Hiệp hội Phát thanh Nhật Bản đã báo cáo vào ngày 27 tháng 7 rằng mùa mưa mận ở phía bắc Kyushu, Shikoku, Chogoku, Kinki và Hokuriku đã kết thúc. Theo số liệu do Cục Cứu hỏa thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào tuần trước, 4.551 người đã phải nhập viện do say nắng ở Nhật Bản, trong đó 89 ca nặng và 4 ca tử vong. Một nửa số người đến bệnh viện vì say nắng là trên 65 tuổi. Còn tại miền Nam Trung Quốc, lũ lụt đang hoành hành. Hiện nay, tại Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh khác ở miền Nam Trung Quốc gần đây liên tiếp gặp mưa lớn gây lũ lụt. Theo dữ liệu do Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc công bố, từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, lượng mưa trung bình ở Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây đạt 621mm, mức cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Các video trực tuyến cho thấy đường phố ngập lụt ở Thiều Quan, Quảng Đông, Kiến Đầu, Phúc Kiến, Dương Sóc, Quảng Tây và những nơi khác và người dân bị bao vây trong nước lũ. Cư dân sống ở các khu vực trũng thấp được yêu cầu tạm thời di chuyển lên vùng đất cao hơn. Thưa quý vị, hợp tác tình báo quân sự giữa Trung Quốc và Cuba đang gia tăng. Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ tấn công Hoa Kỳ từ sân sau khi xâm lược Đài Loan. Những tiết lộ gần đây về kế hoạch của Trung Quốc thiết lập các cơ sở quân sự ở Cuba cũng như các trạm nghe lén đã tồn tại trong nhiều năm đã gây ra một sự náo động. Các nhà phân tích quân sự tin rằng Trung Quốc có thể biến Cuba thành một trung tâm tình báo
và rằng các hoạt động kinh tế, tình báo và quân sự của nước này ở khu vực Mỹ Latin và Caribe rộng lớn hơn đang đe dọa đáng kể đến lợi ích và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ, và rằng PLA thậm chí có thể sử dụng các nước Mỹ Latin trong một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Hoa Kỳ nên đưa ra phản ứng mạnh mẽ ngoài các biện pháp ngoại giao để can thiệp vào các hành động của quân đội Hoa Kỳ và tấn công lục địa Hoa Kỳ. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ ngày 29 tháng 7 cho biết Trung Quốc đang đàm phán với chính phủ Cuba để tìm cách thành lập một cơ sở huấn luyện quân sự chung mới ở đó. Điều đó có thể dẫn đến việc Trung Quốc đóng quân tại cơ sở chỉ cách bờ biển Florida 100 dặm và mở rộng các hoạt động thu thập thông tin tình báo chống lại Hoa Kỳ, bao gồm cả nghe lén điện tử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 30 rằng ông không biết về tình huống này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại rõ ràng với Bắc Kinh và Havana và đã đạt được một số thành công trong nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở nước ngoài. Một cơ sở của Trung Quốc ở Cuba, nếu được thiết lập thành công, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chiến lược đối với an ninh nội địa của Hoa Kỳ. Nhà báo người Mỹ Gordon Chang, tác giả cuốn sách Trung Quốc sắp sụp đổ, đã cảnh báo trong một bài báo vào ngày 23 rằng vì Cuba, một cuộc chiến tranh châu Á sẽ được tiến hành ở gần và trên lục địa Hoa Kỳ có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân. Ví dụ, Trung Quốc có thể triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân ở Cuba và sử dụng các mối đe dọa hạt nhân để ngăn các nước khác hỗ trợ Đài Loan trong một cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Vậy tại sao PLA lại cần triển khai tên lửa ở Cuba? Vì xét thời gian bay ngắn hơn, đồng nghĩa với thời gian cảnh báo ngắn hơn, Cuba cung cấp một địa điểm để Trung Quốc phát động một cuộc tấn công từ phía Nam. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc và Cuba đã cùng vận hành 4 trạm nghe lén ở Cuba. Mạng lưới nghe lén này đã trải qua một đợt nâng cấp lớn vào khoảng năm 2019. David Stablet, giáo sư kỹ thuật điện và vô tuyến điện tại Đại học London Metropolitan, nói với VOA rằng ngay cả khi Trung Quốc không thể đồn trú quân quy mô lớn ở Cuba, họ vẫn có thể thu thập thông tin tình báo quân sự của Mỹ một cách hiệu quả và đánh cắp các công ty công nghệ thương mại. Ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, có nhiều căn cứ tàu ngầm lớn. Nếu một trạm tình báo tín hiệu được thành lập ở Cuba, Trung Quốc có thể lấy được thông tin từ các đài phát sóng địa phương, bao gồm cả đài phát thanh của quân đội hoặc công ty. Có thể hoặc không thể vượt qua thông qua vệ tinh. Thông tin liên lạc từ vệ tinh và tàu ngầm trên toàn thế giới phải quay trở lại Hoa Kỳ và đường xuống của chúng đi đến bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, đặc biệt là Florida. Nếu Trung Quốc thiết lập một trạm thu ở Cuba, hành động của Trung Quốc tại Cuba cũng làm dấy lên lo ngại về việc PLA mở rộng căn cứ quân sự trên khắp thế giới. Hiện tại, căn cứ quân sự chính thức duy nhất ở nước ngoài của Trung Quốc được đặt tại Djibouti, châu Phi. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, điều khiến Hoa Kỳ lo lắng nhất là cơ sở của Trung Quốc ở Cuba là một phần trong dự án 141 của Trung Quốc, một kế hoạch của Quân đội Giải phóng Nhân dân nhằm mở rộng mạng lưới căn cứ quân sự và hỗ trợ hậu cần trên khắp thế giới. Washington Post đưa tin vào ngày 26, trích dẫn các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng sẽ xây dựng ít nhất 5 căn cứ quân sự ở nước ngoài và 10 căn cứ hỗ trợ hậu cần vào năm 2030 thông qua dự án. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ngăn cản Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự ở Cuba hay không, Blinken nói với NBC News vào ngày 25 tháng 6 rằng Hoa Kỳ đã tìm kiếm các quốc gia mà Trung Quốc đang cố gắng thiết lập chỗ đứng trong vài năm qua và tham gia vào các cuộc tiếp xúc ngoại giao với những quốc gia. Về các biện pháp đối phó mà Hoa Kỳ đang xem xét, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu phỏng vấn của VOA. Thượng nghị sĩ Gallagher nói với VOA rằng nếu báo cáo mới nhất của Wall Street Journal là đúng, nó một lần nữa cho thấy lý do tại sao chính quyền Biden sẽ không khôn ngoan nếu gác lại các hành động phòng thủ và tiết lộ thông tin chỉ để đảm bảo một cuộc tiếp đón ngoại giao từ Tập Cận Bình. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng duy nhất tìm cách phá vỡ hiện trạng hòa bình và việc đặt ra các cuộc đối thoại không ngừng với các chính sách cạnh tranh sẽ dẫn đến hành động gây hấn. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Florida Matt Gaetz đã nói vào ngày 21 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang biến Cuba thành một tàu sân bay cố định ngoài khơi Florida và Tổng thống Biden nên sử dụng vũ lực để phá hủy tài sản quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Cuba. Nhưng ông Ellis nói, việc sử dụng lực lượng quân sự sẽ rất phản tác dụng về ảnh hưởng, quan hệ và uy tín của Hoa Kỳ trong khu vực và nó sẽ gây ra rất nhiều thương vong. Chúng tôi cũng có các lệnh cấm vận, trừng phạt liên quan đến việc chuyển giao cho các đồng minh khác. Phương pháp tiếp cận thông tin, ngay cả khi làm như vậy, sẽ không loại bỏ hoàn toàn khả năng quân sự hiện tại của Trung Quốc ở Cuba. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba từ năm 1962 và tiếp tục cho đến ngày nay. Nhà phân tích địa chính trị người Mỹ Latin
Joseph Bouchard đã viết một bài báo trên tờ The Diplomat ngày 27 tháng 7, đề xuất rằng Hoa Kỳ nên tăng cường các hoạt động phản gián và hoạt động thu thập thông tin ở Cuba và Trung Quốc, làm suy yếu khả năng thu thập thông tin tình báo của họ, và xem xét đóng cửa hoặc di rời Hoa Kỳ, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và cấm vận các cơ sở quân sự và ngoại giao ở Cuba. Starbot của Đại học London Metropolitan gợi ý rằng Hoa Kỳ cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thông tin liên lạc trong biên giới của mình, để đảm bảo rằng thông tin liên lạc vô tuyến không tràn ra ngoài và bị các cơ sở của Cuba bắt được. Trung Quốc hiện chỉ đang thu thập thông tin tình báo, và tất nhiên, nếu có xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, họ có thể phát động chiến tranh điện tử tấn công ở Cuba chống lại Hoa Kỳ, ông nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!